Hello, xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại kênh Hảo Vlog. Hôm nay Hảo Vlog lại lên chia sẻ gửi tới mọi người một cây mộc hương ta. Và cũng xin báo giá gửi tới mọi người cây mộc hương ta này như thế nào. Rồi, mọi người cùng mình theo dõi cây mộc hương ta của nhà mình nhá. Đây, mọi người theo dõi thì đây là cây mộc hương ta, được mệnh danh cho ra những loài hoa rất là thơm. Người ta bảo là mộc hương là sắc trà hương mộc. Mọi người theo dõi thì có thể biết là cái hương của cái cây hoa mộc hương này rất là thơm, và thơm dịu mát cho mọi người nhá. Đấy, thân của nó sẽ như thế này. Để mình quay một vòng cho mọi người xem. Đấy, bắt đầu bật lộc, lá rất là xanh. Đây, cành ra cũng khá là nhiều và thoát thân khoảng tầm 50 phân trở lên. Đây, và đặc biệt gửi tới quý vị khán giả theo dõi thì đây là một bộ rễ của cây mộc hương rất đặc quái. Đấy, đã được mình trồng và bộ rễ của nó rất là quái. Đấy, mọi người theo dõi thì mọi người có thể thấy cây mộc hương này giá trị như thế nào. Năm nữa mình sẽ báo giá gửi tới mọi người. Đấy, bộ rễ rất là quái, đã hở ra rất là đẹp rồi. Đấy, mọi người có nhu cầu muốn sở hữu nó thì có thể liên hệ qua số điện thoại của mình 0976 370 396. Hiện tại mình còn mỗi một cây này thôi nhá. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu thì nhanh tay tìm tới nhá. Và sau đây mình cũng xin báo giá gửi tới mọi người cây mộc hương ta thoát thân 50 phân và có bộ rễ quái như thế này là bao nhiêu. Mình đang bán đấy, cây mộc hương ta này là 800.000 không bao ship, 800.000 nha mọi người nha, chứ không phải là 800 đồng đâu, 800.000 không bao ship. Nếu mà anh em nào mua cả chậu nữa thì mình sẽ bán với cái giá là 250 cái chậu này. Đấy, gửi tới nhà cho các bác thì anh em nào mà có nhu cầu thì có thể liên hệ với cả mình qua số điện thoại 0976 370 396. Mình ở Hưng Yên nha mọi người nha. Thời gian làm video của mình cũng tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.